chào tất cả anh em xem kênh YouTube mình nha. Thì hôm nay mình về được thêm mấy món đồ mới, sẵn đây giới thiệu với anh em luôn, báo giá luôn. Thì mấy cái món mà hôm qua mình báo giá, bữa nay em báo giá lại nha anh em. Bữa nay cũng có về nữa nhưng mà báo giá lại đó. Đây đi vô nè. Đầu tiên đây là cái gỗ quay thái 110, hàng chính hãng Honda Thái Lan anh em, chính hãng Honda Thái Lan nha đó. Cái gỗ này là gỗ cao đó, gỗ cái phông cao đúng cái hôm của hàng quay ngày xưa đó, chính hãng nha. 430.000 cái, 430.000 cái đó. Còn đây là cái gỗ này là hàng 1:1 nhưng mà phông lùng đó. Gỗ này 38 nha anh em, gỗ này 380 đó. Anh em coi phông cao với gom phông lùng nè, để cho anh em coi, anh em nhận biết được một thằng cao một thằng gọi lùng nha đó. Cái gỗ này nó là hàng 1:1 nhưng mà cực kỳ chắc chắn nha anh em, cực kỳ chắc chắn chắn đó. Còn gỗ zin nè, rồi cái này 38, cái này 43 đó, báo giá rồi. Tiếp tục đây là cái hộp đồng nghề của quay thái 210, hàng chính hãng Honda Thái Lan. Thì cái hộp này có luôn cao su luôn nha anh em, nè có luôn cao su nè, cao su nè đó. Thì cái hộp này á, của đúng của Thái á, là 180, còn của Phu 1 nó cũng y chang vậy luôn, nhưng mà hàng kia hàng Việt Nam thì nó có 100.000, còn này nhằm mã nhập đúng của Thái thì nó là 180. Tiếp theo là gấp cặp te, cặp te quay thái 110, cặp te quay thái 110 chính hãng Honda Thái Lan đó. Thì một bộ cặp te đúng bao anh em đúng hàng nha, cái nào là đúng hàng mình nói là đúng hàng nha, còn nào mà hàng loại một, ví dụ như cái gỗ lùn nè, hàng loại một mình nói hàng loại một đó, bao anh em đúng hàng. Thì cái bộ cặp te này bây giờ là đang là 880.000, 880.000 trên dưới đó. Còn đây là cái gấp của quay thái 110, thì cái gấp của quay thái 110 á, thì anh em mua là nó có trong một cái thùng cái hộp bự nha anh em, gấp bự nha, mình lấy mình để cái đằng sau cái điện thoại á, nên không có quay cho anh em đó. Để anh tí quay luôn cho rồi. Đây cái gấp này á, thì đây nó có một mã nè anh em thấy không, nó có chữ giống này nè, đắt này đắt 2021 đó. Bên đây thì nó có chữ K đó, bên đây cũng có chữ K luôn nè, chữ K nè, rồi đáp nằm đây nè đó. Cái gấp này là gấp đời 2000, không xài ống chỉ, không có xài ống chỉ nha anh em đó. Thì nói thật với anh em luôn, thì trên thị trường bây giờ nó có hai luôn, có cả hai luôn là vừa ống chỉ và vừa không ống chỉ, nhưng mà cái mà có ống chỉ á, mà nó không lấy gì bán cho anh em là do sao nó không có một mã gì chứ ạ, nó y chang như cái đồ âm pha vậy đó, không có một mã gì hết. Bán mất công anh em hiểu lầm á, là mình lấy đồ âm pha mình bán nên thôi mình quyết định là mình không bán cái đó luôn. Anh em có mua mà có hỏi mà mình cũng nói là thôi không có luôn, anh em chơi cái này đi, có một mã nó lầm đó. Anh em mà giờ mua cái gấp này mà về mà muốn xài ống chỉ anh em dễ lắm, anh em đem thợ thay thợ tiện á, cho người ta đo cái ống chỉ của anh em bao nhiêu á, cái người ta khoan cái lỗ này cho bự hơn bự lên, đúc cái ống chỉ vô đó, nó dễ lắm. Cái gấp này á là 1.650.000 nha, 1.650.000 đó nè. Cái gấp là nó có trong cái thùng như này nè, thùng bự lắm, cái thùng này mà để có cái gấp không à, có ấy là ngoài nha, một mã này ngoài nha. Cái tem này là tem nhập bên Thái về nè, có là gì nè đó. Rồi xong gấp cà te, thì bữa nay về một cái món đồ mà hôm trước mình có đăng cái clip mà cái bô cắt cổ á, bô cắt cổ á, thì anh em có hỏi thì quyết định bữa nay sẽ về một cái bô, anh em chờ nha, bữa nay về một cái bô. Thì cái bô này là bô Rexy anh em, bô Rexy. Thì giá bô bây giờ bô Rexy nó xuống nha, nó còn có 1.4 rồi, bố đất đen á là 1.450.000 đó, nó xuống. Thì lúc nào mà xuống á thì mình bán cho anh em xuống, còn lúc nổi lên bán lên nha. Đây anh em,
cái bô á, bô mà của bên Thái về á, thì nó không có trong hộp trong hiếc gì chứ, nó không có như bô pha thì có trong hộp, còn bô của bên Thái về là không có trong hộp trong hiếc gì hết. Anh em chờ nha Thảo nha. Đây anh em, nãy trên 10 tiếp 2543 nha, xì đó, xì cái bô này đắt 2022 luôn đó. Thì bây giờ vậy nè, có nhiều anh em á không có về xài cái cổ, không về xài cái cổ thì anh em mua cái bô mà nguyên cổ về nó phí. Thì bây giờ nó có hai trường hợp, nếu mà anh em nào mà về mà xài cổ á, thì mình báo giá rồi, cái bô xì á sẽ là 1,4 triệu, còn cái bô đít đen á là sẽ là 1,450,000, nó hơn 50,000. Còn nếu mà anh em mà về xài cổ, lên cổ, mở cổ thành cổ 27 hoặc là xài cổ titan thì mình sẽ cắt ngang đây nha. Ngang đây nè, dưới cái dấu này một tí nè, mình sẽ cắt ngang đây. Chừa cho anh em một khúc cái kiểu này, một khúc này. Đó, tầm khoảng từ trong này ra tầm khoảng 2 phân mấy 3 phân. Chừa cho anh em tầm khoảng 2 phân mấy 3 phân. Đó, thì Mạnh sẽ bán cái thân bô này là 1 triệu nha. Bán thân bô này 1 triệu cho anh em về xài cổ titan, hoặc là anh em lên mở cổ thì anh em đang nói với người điện thoại anh em ơi, thì anh em sẽ tiết kiệm được một khoản tiền đó, mấy trăm ngàn, 400, 450 đó, thì tùy anh em vừa lựa chọn nha. Còn cái bô mà bữa hổm anh bán 700 ngàn cho anh em á, 700 ngàn cho anh em á, cái bô đó là của anh khách, anh mua, anh gắn, anh xài một thời gian rồi đó, thì anh mới cắt cái cổ, anh mua được cái bô 1985, anh cắt cái cổ đó, anh hàng qua cái kia, anh mới bán cái thân bô đó 700 ngàn đó. Còn nếu mà anh em làm chấp nhận đã chơi bô mới nhưng mà cần cái thân, không cần cái cổ thì là 1 triệu. Đít đen đít xì gì mà cũng đều bằng giá là 1 triệu nha đó. Còn anh em làm màu nào lấy cổ luôn thì 1,4 triệu và 1,450 triệu. Rồi, cảm ơn anh em xem clip nha.